Và tại là sao các cụ ngày xưa ấy, là cứ đến khoảng tầm trên 50 tuổi ấy, là các cụ là hay là nhặt lá áo cơ kiểu lợn rồi là con ma men ấy, thì thực ra là do cái quá trình hấp thụ liên tục và lũy kế lâu dài của cái lượng methanol đó, thế nên ra nó dẫn đến cái việc như vậy. Và đấy chính là cái lý do vì sao mà bên chỗ Nhật Bản, khi mà bên tôi sang Nhật Bản ấy, thì người ta bỏ cái rượu đầu, bỏ rượu cuối và người ta chưng cất lại để ra được cái rượu đặc chuẩn. Các cụ có câu là học ăn, học nói, học gói, học mở. Các anh chị chúng ta ở đây thì ra là tôi biết là các bạn rất là giỏi ở lĩnh vực kinh doanh, giỏi ở lĩnh vực chuyên môn của bạn. Thế và có một cái điều mà thầy Tư Nhật muốn được sẻ chia với các anh chị, những cái điều có thể các anh chị vẫn còn lúng túng, và cũng có thể có các anh chị ở đây cũng đã xuất sắc ở trong lĩnh vực đó rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn chia sẻ một cái lĩnh vực chuyên môn mà từ trước giờ tôi chưa bao giờ tôi chia sẻ với các anh chị, đó là chuyên môn uống rượu. Ngày xưa khi cứ nói về rượu thì mình chỉ biết là uống rượu, còn rượu gì cũng giống như rượu gì. Thế nhưng mà cho đến khi mà tôi sang bên châu Âu, sau đó thì tôi về tôi làm rượu. Và tôi, trước khi tôi là phó chủ tịch sáng lập tập đoàn Macau và tổng giám đốc của tập đoàn Macau, thì tôi là tổng giám đốc của nhà máy rượu Avia, là một đơn vị thành viên của tập đoàn Macau. Và tôi đã đi nghiên cứu rượu ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở châu Âu và rất nhiều các nước trên thế giới. Thế và tôi lãnh đạo cái nhà máy rượu từ lúc năm 2008 cho đến năm 2013, tức là 5 năm là tắm trong rượu. Thế thành ra là cũng có điều kiện để uống rượu với rất nhiều những người chủ rượu, từ bên chỗ chủ tịch của Mao Đài, tổng giám đốc của Mao Đài, rồi sang bên Nhật Bản thì đến những các cái nhà máy rượu gọi là cổ điển nhất, hàng trăm năm tuổi của Nhật Bản, rồi sang Scotland cũng đến là Famous Grounds, cũng là một cái đơn vị gọi là rượu rất là lâu đời và đặc biệt của bên chỗ bên chỗ Anh Quốc, Scotland. Thế thì trong cái buổi tiệc cuối năm của Platinum Business Kingdom ngày hôm nay, chúng ta không nói gì về vấn đề kinh doanh cả, chúng ta cũng không nói gì về khó khăn, không nói gì về thuận lợi cả, mà muốn nói về vấn đề là rượu. Thế và bao nhiêu trong số các bạn cũng đã từng giống như tôi là ngày xưa, và có thể là bây giờ chúng ta khi uống rượu chúng ta chỉ biết là rượu thôi, chứ không biết là có bao nhiêu loại rượu trên thế giới này, dưới tay này nha. Và nếu mà các bạn cũng giống như tôi thì giống như tôi trong quá khứ, thì tôi xin phép sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kiến thức về các loại rượu đó. Và các loại rượu đấy thì chúng ta thưởng thức khi nào và uống với cái gì, ăn cái gì đó. Và sau đó thì tôi sẽ xin phép được giới thiệu một chút về cái rượu hôm nay chúng ta sẽ uống. Thì xin phép mời các anh các chị mang giúp cho tôi một số các loại rượu lên đây, tôi xin phép được giới thiệu cho các anh chị. Để các anh chị những quý doanh nhân khi mà chúng ta đi dự những cái bữa tiệc, bởi vì ngày xưa khi tôi học ở tổng ở London thì tôi được đi dự cái bữa tiệc của toàn những doanh nhân của bên Anh Quốc ở những các cái khách sạn 5 sao. Thì lúc đó thực sự là tôi ước mơ một ngày nào đó khi mình thành công mình cũng sẽ làm những cái điều, những cái bữa tiệc mà ở cái đẳng cấp 5 sao cho các anh em doanh nhân. Và khi mình đến đấy thì nhiều lúc là mình không biết đã ăn cái thìa gì, nhiều thìa quá, nhiều dĩa quá, rồi cũng là đủ các thứ rượu ở trên mặt bàn, nhưng mà người ta không chia sẻ cho mình biết là cái gì cả. Về sau khi mình đi mình nghiên cứu rồi mình mới biết đó. Thì hôm nay xin phép là được giới thiệu với các anh chị một chút về kiến thức rượu mà tôi đã được trải qua trải nghiệm. Đây là đầu tiên tôi nói một chút về cái rượu mà gọi là rượu vodka đấy ạ. Rượu vodka. Đây là rượu vodka. Đây, rượu vodka thì nó được sản xuất như thế nào? Và rượu vodka thì có cần tuổi hay không? Rất nhiều người sẽ bảo là rượu là phải ủ lâu thì mới ngon. Rượu là cũ này, bạn cũ này, tác giả cũ thì nó ứng với cái loại rượu gì? Thực ra rượu vodka thì bản chất của rượu vodka không cần tuổi.
vodka là được trưng cất trên các cái tháp cất nhiều thần, nó cất nhiều các cái đĩa, và người ta có thể trưng cất tất cả những gì là gọi là gluco, là đường, đó, ví dụ gạo, ngô, khoai, sắn, các loại ngũ cốc, thậm chí là tất cả cái gì là kể cả là từ cái vỏ cây, là trong đó có đường mà chúng ta có thể trưng cất được thành rượu vodka. Và rượu vodka này thì chúng ta thường là xuất phát từ gọi là Đông Âu, thằng Ba Lan với lại thằng Nga là hai thằng cạnh tranh nhau là thằng nào ra vodka trước, nhưng thực chất hai thằng này đều là hai xứ sở và lạnh, và hai xứ sở này là hai xứ sở mà hiện nay là nguồn gốc của vodka bắt đầu từ đấy, nhưng mà về sau nó lan tỏa khắp trên thế giới. Tại sao lại được gọi là vodka? Thì vodka, tên của vodka này nó giống như từ water, water tức là nước, thì người ta ví là vodka giống như là water of life, tức là nước của cuộc sống. Với Nga và Ba Lan ấy, thì những người đàn ông ấy, uống rượu vodka là hàng ngày, là cơm bữa, là uống rượu vodka với bánh mì. Thế thì cái vodka này nó trưng cất dựa trên cơ sở các tầng tháp, và bản thân thầy tôi Nhật ngày xưa cũng là bán rượu vodka rất là nhiều. Thế thì vodka này khi mà người ta trưng cất lên, người ta cô lên ở nhiệt độ, ở cái độ cồn nó khoảng tầm 92 độ cồn cho đến 96 độ cồn, tức là qua những cái tầng tháp này, mỗi một cái là khi người ta lên men rồi thì nó có rất nhiều những các cái tạp chất ở trong đấy, như là aldehyd này, furfurol này, methanol này, rồi là có C2H, tức là ethanol, là cái mà chúng ta uống vào đấy và chúng ta phải rượu. Nhưng mà thực ra trong cái thành phần lên men đấy nó lại có rất nhiều những cái tạp chất không có lợi cho sức khỏe. Aldehyd gây đau đầu, furfurol gây háo giọng, háo nước, và uống vào và cảm thấy là có nhiều là khát nước ấy, hay là methanol gây tê liệt thần kinh. Thế thì vậy thì trong quá trình mà chúng ta trưng cất cái này ấy, thì họ sẽ tách, khi mà ở nhiệt độ sôi này thì cái này nó sẽ bốc, nó sẽ là sôi nhiệt độ sôi này, cái này nhiệt sôi này, thì những các cái tầng tháp như vậy ấy, thì nó sẽ tách những các cái nhịp cái phần mà nó không cần thiết đi, như là methanol, aldehyd này, rồi furfurol này, những cái đấy nó sẽ tách ra và nó sẽ chỉ lấy lại C2H5OH, tức là cái mà chúng ta gọi là cây cây đấy, cái T đấy, thì cái C2H5OH đấy là nó sẽ lấy được cái phần đấy, còn những các cái khác nó sẽ mang vào để phục vụ cho mục đích khác. Ví dụ cái phần mà nó chua như giấm ấy, thì nó lại đi làm giấm, nó chính là cái furfurol, nó rất là nhiều cái lượng cái rượu sau này. Thì cái này khi mà đến 92 độ cồn hoặc 96 độ cồn, nó gọi là cồn tinh khiết. Cái cồn tinh khiết này sau đó thì họ sẽ dilute, tức là giảm cái cồn đấy xuống bằng cách là cho nước tinh khiết vào, sau đó nó cho các cái quá trình lọc, mà nó có thể mình có hai loại lọc. Lọc thứ nhất là tách lọc, và lọc thứ hai gọi là gì, là filtration, tức là lọc cơ học. Tách lọc là dùng nhiệt để lọc, như thầy vừa nói là gọi là quá trình gọi là các cái tháp cất đấy, thì nó sẽ sử dụng nhiệt để tách những cái chất không cần thiết đi, và nó lấy cái gọi là cồn tinh khiết. Và cồn tinh khiết này sau đó rồi thì pha xuống còn 40 độ hoặc là 35 độ hoặc 29 độ tùy theo người ta thích. Nhưng mà ở Nga thì người ta thích uống cái rượu vodka độ cao, có thể là 40 độ cồn, thì người ta uống cái đấy người ta rất là thích. Thì khi uống rượu vodka bạn sẽ thấy là gì, không màu, không mùi, không vị. Cho nên là uống vodka nó chỉ có cái chất tê tê cay cay thôi. Cho nên rất nhiều người đàn ông Việt Nam không thích vodka. Có thể là uống vodka chẳng qua là không có loại rượu khác, cho nên uống vodka đấy. Nhưng mà uống vodka này nó rất là hay chỗ là gì, nó giữ được vị cho thức ăn đấy, nó không bị lẫn vị bởi không màu, không mùi, không vị. Nhưng về sau này người ta thích uống vị, cho nên người ta dùng các cái như là cam này, chanh này, rồi các cái là loại vị để người ta pha vào để trở thành gọi là cocktail. Đó. Cho nên rượu vodka này có thể sử dụng để pha cocktail. Đấy. Và hai nữa là bây giờ rất là nhiều bạn trẻ tuổi teen hoặc là những cái tuổi thế hệ trẻ, người ta thích uống rượu có chỗ cồn một chút nhưng mà nó nhẹ độ đi. Thế nên người ta sử dụng cái rượu vodka này làm gốc và bắt đầu là người ta sản xuất ra những loại rượu đóng chai mà nó khoảng tầm 5 độ, nó khoảng tầm 10 độ hoặc là nhẹ nhẹ thôi. Thì đó, pha thêm màu, pha thêm những các cái gọi là mùi để có cái vodka mùi, vodka màu. Đấy là cái gọi là sản phẩm vodka. Thì trên thế giới hiện nay có những cái dòng vodka như là Sky, hay là Smirnoff, hay là Absolut Vodka của Thụy Điển, hay là Finlandia của Phần Lan, đó là những các cái dòng vodka rất là đỉnh.
của thế giới. Và thế giới bây giờ nó không còn là của Nga, vodka không còn là của Nga, của Ba Lan nữa mà khắp thế giới. Cho nên là khi mà các bạn đến châu Âu, nhưng mà Đông Âu ấy, thì người ta rất là thích cái nghiền cái này. Đó. Nhưng mà thế giới bây giờ tuổi trẻ thì người ta mới bắt đầu là lan tỏa cái dòng vodka này. Đấy là loại thứ nhất. Loại thứ hai mà anh em chúng ta hay được đi uống và doanh nhân thì hay được mời, đó là whisky. Đó. Nào là Ballantine, nào là rượu gì nữa. Bạn có thể là Chivas đúng không? Hay là rum đỏ, rum đen. Đấy là gọi là dòng whisky. Vậy thì whisky của châu Âu ấy, thì nó sẽ có màu như thế này. Thế còn rượu lá chuối của chúng ta, rượu nút lá chuối của Việt Nam thì nó cũng là rượu whisky. Hay là rượu Mao Đài cũng được gọi là whisky. Thực chất là whisky là rượu trưng cất. Trưng cất nhưng mà không theo kiểu trưng cất vodka này, mà trưng cất theo kiểu dạng như là các cụ nấu truyền thống ấy, để chúng ta nấu lên sau là nó lấy được hết tất cả hương mùi nó, chứ còn cái thằng này nó mất hết mùi rồi, còn thằng này nó vẫn giữ nguyên mùi, ví dụ mùi ngô, mùi gạo, mùi lúa mì. Whisky này bạn có thể nấu từ các loại như là khoai tây, khoai lang, rồi lúa mì, lúa mạch, hay là từ bên chỗ là gạo đều được hết. Đó. Nhưng mà tại sao lại có cái màu hổ phách này? Thì thông thường khi mà trưng cất ấy, là chúng ta sẽ bỏ cái lớp đầu, bỏ cái lớp cuối, lấy cái lớp giữa. Đó. Tức là cái rượu đầu và rượu cuối ấy. Rượu đầu rất độc. Rượu đầu thực ra ngày xưa các cụ hay uống cái rượu đầu ấy. Thì tôi nói các bạn đây, nếu mà các bạn uống rượu quê ấy, thì các bạn phải ngăn các bố mẹ nhà mình hay là các ông bà mình đừng uống rượu đầu, bởi vì rượu đầu đấy nó rất nhiều methanol, nó rất nhiều là aldehyde, mặc dù nó nặng, uống thì bà con cứ thấy phê phê, nhưng mà phê phê tê tê đấy nó làm cho kiểu dạng là cái cảm giác ảo, bởi vì nó có nhiều methanol và cái đấy nó rất là nguy hiểm. Và tại là sao các cụ ngày xưa ấy, là cứ đến khoảng tầm trên 50 tuổi ấy, là các cụ là hay là nhặt lá áo bơ kiểu lợn rồi là con ma men ấy, thì thực ra là do cái quá trình hấp thụ liên tục và lũy kế lâu dài của cái lượng methanol đó, thế nên ra nó dẫn đến cái việc rồi. Và đấy chính là cái lý do vì sao mà bên chỗ Nhật Bản, khi mà bên tôi sang Nhật Bản ấy, thì người ta bỏ cái rượu đầu, bỏ rượu cuối và người ta chưng cất lại để ra được cái rượu đặc chuẩn. Còn lấy cái rượu giữa, lấy rượu giữa đấy sau đó rồi, nếu với Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam thì chúng ta ủ ra gì? Chúng ta ủ ra là chum này, chúng ta ủ ra là thùng inox này. Nhật Bản thì là thùng inox, bên chỗ Trung Quốc thì người ta ủ ra những cái chum gọi là chum xi măng hay chum bê tông. Còn Việt Nam mình thì nó là chum sành. Thế thì đấy là cái cách ủ. Và cuối cùng thì sau một thời gian khoảng tầm 2 năm đến 3 năm rượu ủ rồi ấy, thì những các cái chất mà hiện nay những cái chất còn tồn dư ở trong này mà nó có độc tố ấy, thì nó sẽ tác dụng với nước, nó tác dụng với nước trong đấy và nó sẽ tạo ra một cái chất thứ ba, nó là không có hại cho sức khỏe nữa. Đó. Thế và là từ đấy rồi nó tạo ra cái dung dịch nó rất là sánh, nó rất là sẻ, và lúc đấy nó là quá trình moisturize, tức là quá trình não hóa một cách tự nhiên. Cho nên các cụ nhà mình tại sao lại ủ rượu? Bởi vì thực chất là để giảm những các cái độc tố và làm cho cái dung dịch này nó quyện lại, nó sánh lại, nó sẻ lại và uống nó rất là ngon. Cho nên là rượu cũ là uống ngon nhất, bạn cũ là tin tốt nhất và tác giả cũ đọc hay nhất. Yes! Viva! Thank you! Thế mà thế tại sao lại có cái màu này? Thì thực chất là ngày xưa khi mà loài người phát hiện ra cái là rượu ấy, thì họ uống nó rất là thích. Thế nhưng mà họ không biết là bây giờ là nấu xong rồi thì để đâu, thì ngày xưa họ có cái gọi là cái gầu làm một thùng gỗ sồi. Gầu làm một thùng gỗ sồi sau đó thì họ cứ đổ rượu vào cái gầu đấy, xong họ đậy lại, họ để một thời gian thì ngẫu nhiên họ phát hiện ra là cái rượu này nó đổi màu. Và sau đó rồi thì họ mới thấy rằng là cái màu nó dậy lên cái màu hổ phách như thế này. Dậy lên cái màu hổ phách này như thế này, sau đó rồi thì họ mới thấy là thơm quá. Họ uống nó lại thấy thơm và họ cảm thấy được là cái vị rượu nó ngấm từ cái thùng gỗ sồi ra, ngấm từ cái gỗ sồi ra thì nó lại tạo nên một cái hương đặc biệt khác.
thế chứ không còn cái màu trắng. Thế là người ta bắt đầu từ đấy, người ta bắt đầu đóng cái tan trồng, sau đó đưa cái làn này vào là để là ra cái gọi là màu của phách này như thế này. Thế vì vậy cho nên là các anh chị biết là vậy thì đây tôi gọi nó là dòng rượu whisky, và thường rượu whisky là rượu mạnh, nó khoảng tầm 40 độ đến 45 độ. Thế thì hiện nay Alaska của chúng tôi, đây Alaska chúng tôi có một cái nhà máy rượu đầu tư là khoảng tầm 450 tỷ, và chúng tôi được biết là bên Nhật Bản ấy, Nhật Bản là có cái dòng rượu whisky Hibiki, một chai Hibiki có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, và Nhật Bản sử dụng gạo để sản xuất ra whisky. Thế thì chúng tôi mới mua cái công nghệ của Nhật Bản và thuê hai chuyên gia Nhật Bản sang để là làm cái dòng rượu nó theo kiểu giống như Hibiki, và cũng thử là từ gạo và ngâm vào thùng gỗ sồi. Và đây là cái dòng rượu chúng tôi đã ủ được khoảng tầm hơn 6 năm và hôm nay mang ra để mời các quý gia nhân. Lát nữa các bạn sẽ được là thưởng thức cái này. Thì trước hết thì tôi cũng muốn nói các bạn một chút như này. Đây, em góp giúp cho thầy này. Thế thì uống rượu whisky ấy, thì thường là chúng ta uống rượu whisky bằng cốc kiểu dạng như thế này. Thế còn rượu vang mà chúng ta uống ra cái ly kiểu dạng như này, đó thì là uống rượu vang. Thế khi mà chúng ta uống cái rượu vang thì tại sao nó lại làm khung khung như này? Bởi vì là khi mà chúng ta rót ra như này, chúng ta muốn làm sao để là đưa cái rượu lên để chúng ta thưởng thức bằng mũi, và nó sẽ rất là tuyệt vời. Thế còn bây giờ tôi muốn dù bạn uống rượu gì, đặc biệt là uống rượu là màu và có mùi có hương, thì các bạn nhớ là thưởng thức rượu ấy, thì chúng ta sẽ có thưởng thức như sau. Khi chúng ta rót ra, điều đầu tiên là chúng ta thưởng thức bằng mắt. Chúng ta xem cái màu sắc của rượu, thì màu càng sánh, càng sệt và càng trong veo thì nó là cái rượu và thực sự là chất lượng. Đó. Cho nên đầu tiên bạn có thể lắc như thế này để bạn thưởng thức, bạn xem bằng cái mắt. Và hai nữa, nếu như nó tráng trên cái thành cốc này này, một lớp phim mỏng, nó chảy từ từ xuống, thì đấy là rượu được ngâm lâu, ủ lâu bởi nó sệt, nó sánh. Thế còn nếu như trong trường hợp bạn lắc tắt như thế này mà nó có những cái giọt nước, nó hình thành những cái giọt nước nó bám, thì có nghĩa rằng là cái rượu đấy nó vẫn là rượu mới. Đấy là cái điều thứ nhất là chúng ta bằng thẩm bằng mắt. Điều thứ hai là chúng ta thẩm bằng mũi, bằng khứu giác, thì chúng ta đưa lên mũi để chúng ta thưởng thức. Thì nếu rượu mới ấy, thì nó sọc lên và nó làm cho bạn cảm thấy bị sốc. Nhưng mà đối với rượu ủ lâu thì chúng ta sẽ cảm thấy nó dịu. Và điều nữa, những cái người giỏi thì người ta sẽ thưởng thức được xem là gỗ sồi này là gỗ sồi Nga, hay gỗ sồi này là gỗ sồi gì, gỗ sồi của Tây Ban Nha, gỗ sồi Mỹ, hay gỗ sồi của bên chỗ Italia. Đó. Còn đối với lại cái dòng rượu mà không phải từ gỗ sồi, chẳng hạn như rượu whisky của Việt Nam, chẳng hạn như gà trống An Nam mà không phải màu, hay là rượu Bao Đài, thì những người ta rất thích cái hương của nó. Thì hương đấy có thể hương từ gạo, hương từ lúa mạch, hay là hương từ ngô. Ví dụ như ở Mỹ thì người ta nấu rượu whisky từ ngô, ví dụ Jack Daniel. Thì người ta lại làm nấu whisky từ ngô. Thì vậy cho nên là các bạn sẽ có thể có những cái mùi mà bạn cảm thấy được từ cái hương liệu, hương từ cái nguyên liệu của người ta nấu đó. Đó. Thì đấy là cái thứ hai, là tức là thưởng thức bằng mũi. Cho nên là rất nhiều trường hợp chúng ta uống là chúng ta cứ chỉ biết là uống là cứ nốc đó, chô, và chúng ta cũng không biết được là nó là cái gì. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có cái điều kiện thời gian, chúng ta thưởng thức như vậy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thưởng thức bằng lưỡi, tức là bằng vị. Khi thưởng thức thì chúng ta là nếu chúng ta muốn thử rượu ấy, thì bao giờ chúng ta hãy tráng bằng một cái nước tinh khiết để cho miệng chúng ta nó tròn vị. Còn nếu mà chúng ta vừa ăn cái gì đấy, hoặc là vừa ăn cái gì đấy nó lẫn vị rồi mà chúng ta thưởng thức, thì lúc đấy chúng ta sẽ bị lệch mất vị. Nên là khi mà chúng ta vẫn còn nguyên vị ấy, thì chúng ta thưởng thức. Ví dụ khi chúng ta thưởng thức như này, nếu chúng ta đặt lên chẳng hạn,
đưa nó lên trên toàn cái lưỡi của chúng ta để cho nó choán ra toàn lưỡi. Sau đó chúng ta hãy từ từ để nó cho trôi xuống dưới cổ họng. Chúng ta sẽ cảm thấy nếu rượu ngon, nếu rượu chuẩn, bạn sẽ cảm thấy nó ấm lên toàn bộ cái cổ họng này và nó trôi từ từ xuống. Đó. Và đi đến đâu bạn sẽ cảm nhận được đến đó. Và nó sẽ rất ấm và nó sẽ làm cho bạn cái cơ thể bạn nó dạo dực lên. Nó sẽ càng dạo dực lên. Và khi chúng ta thưởng thức rượu và chúng ta uống đúng định mức rượu, tại sao người ta nói là water life, nước của cuộc sống, là bởi vì rượu này nếu bạn uống đúng mực, kể cả phụ nữ hay đàn ông, thì bạn sẽ tạo ra một cái gọi là sinh khí tuyệt vời của cơ thể, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn nó cảm thấy là cuộc sống nó tuyệt vời, cảm xúc tuyệt vời. Người ta gọi rượu là hoàng đế của các bữa tiệc. Bữa tiệc nào mà không có rượu ấy, thì bữa tiệc đấy là nó hiểu siêu rồi. Yes? Ok, cho nên rượu nó là hoàng đế của bữa tiệc. Nên là khi bạn uống rượu, bạn sẽ cảm thấy phiêu một chút. Nhưng mà bạn uống nó vừa phải thôi. Thì nó sẽ... Ngày xưa khi mà các cụ ấy, là lúc mà còn nghèo đói, tại sao các cụ lại ngâm các cái... Lại ngâm những các cái con như là con hổ, cao hổ, ngâm những con rắn, con xếp, ngâm những cái con gọi là con cá ngựa. Bởi vì như thế này, bởi vì rượu ấy nó sẽ ngấm thẳng vào thành ruột, đi thẳng vào đường máu, cho nên những chất bổ đấy nó sẽ được hòa quyện vào trong rượu, sau bắt đầu nó đi vào trong thành ruột và ngấm thẳng vào đường máu, đi rất nhanh vào để nuôi các tế bào, cho nên những các cái chất đấy nó sẽ là cái chất mà thông qua rượu để nó dẫn vào trong các tế bào. Và bản thân nếu giả sử mà bạn uống rượu không bình thường thì nó cũng sẽ làm cho máu lưu thông tốt hơn, máu nó lưu thông hơn. Cho nên nó chính là cái hình thức làm cho cái cơ thể của bạn nó rất là hồng hào. Nhưng nếu bạn lạm dụng rượu, thì rượu nhạt uống mãi cũng say mà, đúng không? Bạn uống say rồi thì bạn sẽ không còn tỉnh táo nữa, thì nó sẽ không còn cái điều kiện tốt cho bạn để bạn làm những việc khác, đúng không? Đó. Thế nên cho bạn phải uống nó vừa phải. Như vậy là chúng ta sẽ có thưởng thức bằng mắt này, bằng mũi này và bằng là gì? Bằng lưỡi. Thế còn rượu, đây là rượu này, là rượu Remy Martin, XO. Thường các cái rượu của Pháp ấy, thì bạn sẽ hay nghe thấy là rượu vang và rượu cognac. Vậy thì cognac nó khác với rượu whisky ở điểm gì? Và khác với rượu rum ở điểm gì? Cognac này thực chất là rượu brandy, tức là rượu nặng, nó cũng là khoảng tầm 40 độ. Và ngày xưa khi người ta nấu rượu vang, sau khi người ta nấu rượu vang ấy, thì là rượu vang là họ làm bằng từ nho, có thể là nho trắng thì ra vang trắng, đó, nho đỏ thì ra vang đỏ. Đấy, và rượu vang thì lại không cần tuổi, rượu vang lại là theo mùa. Ví dụ như là mùa mưa, đó, mùa nào mà mưa nhiều thì vang nó sẽ nhạt bởi vì nước nó nhiều, đó, mùa nào mà mưa ít thì vang nó sẽ chát. Nó không chỉ phụ thuộc vào mưa, nó còn phụ thuộc vào cái phần gọi là đất thổ nhưỡng, tức là thổ nhưỡng đấy nếu mà nhiều cát thì nó sẽ chát, mà nhiều đất thịt thì nó sẽ làm cho là nho nó sẽ là không chát như thế. Và nó còn tùy thuộc vào cái lượng khoáng ở dưới nữa, cho nên thứ nhất là lượng khoáng ở dưới đất, thứ hai là lượng mưa, thứ ba là thời tiết. Ở đâu phải là nhiệt độ giữa là ban ngày và ban đêm phải trên khoảng 10 độ C trở lên thì lúc đấy mới trồng nho này nó mới tốt. Thì ở trên thế giới này nó có 10 nước là rất là nổi tiếng với lại cái vùng trồng nho, ví dụ như Pháp có Bordeaux, đúng không? Là Italia có Sơn Hoa, Mỹ có California, rồi là bên chỗ là thằng Úc, thằng Nam Phi, rồi thằng Georgia, rồi Tây Ban Nha, thế thì rồi Đức, 10 nước trên thế giới là nho tốt. Thế thì khi mà người ta nấu rượu nho ấy, thì là người ta sẽ ủ men để thành cái rượu vang đấy, chứ không phải nấu đâu nhé. Vang là ủ, tức là sau khi người ta lấy chân người ta dậm, hoặc là các chị em là người ta hay nói là các chị em còn chưa lấy chồng ấy, là nhảy vào để dẫm cho, sau đó là thì tạo ra những các cái là nho rất là đẹp, người ta cho men, cho lên men lên và ủ trong từng gỗ sồi ở trong các cái gọi là hầm kín đó.
thì đấy là để ra rượu vang. Thế và cái rượu cognac này thì lại là họ không để được vang lâu, thì họ bắt đầu là trưng cái rượu nho đấy lên để nó tăng cái độ lên, là lên 40 độ để người ta để được lâu, và sau đó ủ trong thùng gỗ sồi để ra được cái giống như là cái thằng rượu whisky này, nhưng mà loại khác, nó lại từ hoa quả. Cho nên rất nhiều người thích cognac bởi vì nó từ gốc từ hoa quả, gốc từ thực vật, cho nên cái mùi thơm của nho, cái mùi thơm của cái nguyên liệu đấy lại sẽ khác. Cho nên là có nhiều người chỉ thích cognac thôi, nhưng mà nó lại được cái độ nặng này, đó người ta thích rượu brandy, rượu nặng đó, thì đấy là cognac. Thế còn cái rượu nữa là rượu rum ấy, thì nó lại chưng cất từ mía đường đó, không phải chưng cất từ gạo, không phải chưng cất từ ngô, mà nó chưng cất từ mía đường là vào thế kỷ thứ 17 ấy, ở vùng Caribe thì người ta là trồng rất nhiều mía. Thế sau đó thì một số người phát hiện ra là cái bọt của mía đấy, người ta đem ủ men, sau đó thì người ta ra một cái chất lỏng uống rất thích, đó chính là rượu rum đó. Và rượu rum này là rất nhiều người thích rượu rum bởi vì nó từ cái là hương của mía, và người ta cũng trưng lên được khoảng tầm trên 40 độ thì nó cũng gọi là rượu brandy đó, thì đấy là rượu rum. Thế còn rượu gì nữa? Và dòng rượu rum này, rượu cognac này, rượu whisky này, rồi rượu vang này, đúng không? Rượu quốc nổi của chúng ta thì tôi đã nói rồi, nó giống như rượu là rượu whisky thôi. Thế thì thưa các anh chị, là để mà nói về rượu thì còn rất là nhiều, vì thầy là nghiên cứu từ năm 2005 mà làm đến tận là hàng chục năm về nó, và đi khắp nơi để mà thưởng thức rượu, cũng như là đắm chìm trong rượu, gọi là tắm trong rượu. Nhưng mà đến bây giờ thì thực ra là thầy cũng đã rút ra kinh nghiệm cách đây 6 năm, 7 năm, thì khi mà mình tắm trong rượu nhiều quá thì bắt đầu đi khám thì nó phát hiện ra là có mỡ trong máu, rồi gan nhiễm mỡ. Thế sau đó rồi thì từ đấy là bác sĩ bảo là anh ơi, cho anh bớt rượu đi. Thế và cũng từ đấy là thầy bắt đầu là học cha đẻ cho thầy, là mỗi một là buổi tối mình chỉ nên là có một cái vạch đỏ thôi, là có uống thì chỉ uống được khoảng tầm là 2 ly nhỏ nhỏ, hoặc 1 ly vang, hoặc 2 ly vang, chứ mình cũng không nên là uống nhiều quá. Thì như vậy nó sẽ được, và cộng với lại việc tập thể dục là thật là đều độ, ăn nhiều những cái chất healthy. Thế thì từ đấy đi thầy bây giờ là rất là ngon, chỉ số bây giờ là toàn là chỉ số 18 thôi, tức là như người 18 tuổi. Ok, thế thì hôm nay thầy có mang đi 2 dòng rượu, một dòng rượu có vang của Ý. Dòng rượu vang của Ý này là dòng rượu có tên gọi là nước mắt tình yêu. Uống vào là các chị em cũng như các anh em sẽ rất là yêu, đúng không? Thế còn cái dòng rượu thứ hai là dòng rượu whisky là gà trống An Nam của bên chỗ tập đoàn, đúng không? Gà trống An Nam của tập đoàn. Thế và thầy đây là dòng rượu limited, thế lát nữa thì anh chị em sẽ thưởng thức cái rượu này để chúng ta sẽ enjoy cái đó. Thì trước khi kết thúc cái phần chia sẻ của thầy thì thầy cũng muốn là kể cho các anh chị một cái câu chuyện như này. Ngày xưa khi mà có một cái anh này, anh đi bộ đội thì nhân dịp nghỉ phép về thì vợ thấy chồng về mừng lắm, nên là vợ đi mua cho ông xã một cút rượu. Thường một cút thì các cụ gọi là một xịt. Sau khi mà đi mua về một cút một xịt về thì chồng uống rất sướng, uống xong rồi thì bà xã cảm thấy là tuyệt vời, phê lắm, ông đấy là thực sự là tuyệt vời. Thế là hôm sau bà xã thấy thế thì mới bảo thôi hôm nay phải mua cho chồng 1 lít, mua cho chồng 1 lít. Thế thì sau đó thì bà xã đi mua cho 1 lít, 1 lít về thì ông xã hôm sau là thấy vợ mua 1 lít khoái, bao giờ uống là hết sạch 1 lít luôn. Và sau khi ông xã uống 1 lít sau rồi thì cuối cùng đêm hôm đấy là ông xã là thôi là ngủ gần quay. Thế sao mà bà xã mới bực mình, thế này thì phí rượu của bà. Thế sau mà bà xã mới bảo cái này chứ, thế này hóa ra là 1 lít này
ít hơn một sĩ. Em phóng vai người bên cạnh là một đích ít hơn sĩ. Thành ra là nếu như các bà ở đây mà có muốn mua rượu cho anh em thì nhớ là chỉ mua một sĩ thôi nhé. Và nếu có uống thì chỉ có một cữ là một sĩ là được rồi. Ok, rồi, thank you tất cả anh chị em và chúc cho anh chị em có một bữa tiệc tuyệt vời. Thank you.